cái vườn cây của chị không là hơn khu 100 triệu đấy. khu nhà ở à. Trời, mấy cây nhãn Rất gốc là nhãn ở trển 7 triệu, cái gốc nhãn trển á, đẹp. cây nhãn to đùng trển á. Đó thì chị Thảo có nói là chị rất tâm huyết với cái căn nhà này, tuy nhiên là vì nhu cầu khó khăn về tài chính nên mình phải bán gấp thôi. Chào tất cả quý vị, anh chị, quý khán giả đang xem kênh Nhà đẹp Tây Sài Gòn nha. Hôm nay thì sẽ giới thiệu cho quý vị, quý anh chị một cái căn nhà vườn rất là đẹp nha. À, căn nhà vườn này thì tổng diện tích là 305 mét vuông. Căn nhà này thì đang được hoàn thiện nha anh chị nha, thì cũng hoàn thiện khoảng tầm là 80% rồi. Thì khoảng là 1 tuần sau nữa thì sẽ hoàn thiện cái căn nhà này. Thì chủ nhà đang định xây cái căn nhà này để nghỉ dưỡng. Tuy nhiên là vì khó khăn về tài chính nên là cần bán gấp cái căn nhà này. Với mức giá rất là rẻ anh chị nha, chỉ có hơn 1 tỷ thôi. Đó, chỉ có hơn 1 tỷ cái căn nhà này thôi anh chị nha. Đó, rất là rẻ nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng xem đường trước nhà của mình. Đường trước nhà là đường rộng 6 mét nha. Đó, đường này là đổ bê tông rồi. Đường xá rộng rãi, xe hơi vô tới nhà luôn nha quý anh chị nha. Căn nhà này thì tọa lạc tại huyện Tân Trụ của tỉnh Long An, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là khoảng trên dưới 30 cây số nha anh chị. Về Sài Gòn là rất thuận tiện luôn, mình đi theo hướng đường quốc lộ 1A về bến xe miền Tây thì sẽ đi ra quận Bình Tân. Hoặc là quý anh chị mà mình muốn đi hướng quốc lộ 50 cũng được, về quận 8, quận 7 nha. Hướng quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Linh. Căn nhà này thì với tổng diện tích là 305 mét vuông, đất thổ cư hết nha quý anh chị nha. Thổ cư hết 100%. Nếu anh chị muốn xây nhà thêm, xây thêm diện tích thì thoải mái luôn nha. Thổ cư 100% nên là mình muốn xây hết đất luôn cũng được. Pháp lý của căn nhà này là sổ hồng riêng nha quý anh chị nha. Sổ hồng riêng, mình sang tên ngay luôn trong vòng một buổi thôi. Và giá bán căn nhà này luôn anh chị nha, bật mí cho quý anh chị luôn là giá bán căn nhà này là 1 tỷ 580 triệu nha. Căn nhà này thì của chị Thảo nha. Chị Thảo thì hiện cần bán gấp cái căn nhà này do là nhu cầu tài chính của chị à, nên là phải bán gấp căn nhà này đi. Mặc dù là vừa đang hoàn thiện định ở, có nhu cầu là nghỉ dưỡng, tuy nhiên là nhu cầu tài chính khó khăn nên là cần bán gấp cái căn nhà này. Anh chị có thể thấy luôn này, đang hoàn thiện này, đang xây dựng này, có những anh thợ ở đây đang xây rồi chăm sóc cây. À, nhưng mà phải bán thôi, dù là rất là tâm huyết với cái căn nhà này. Đây là cái phía đường bên này nha quý anh chị nha. Khu dân cư xung quanh thì đông đúc nha quý anh chị. Đó. Dân cư ở đông đúc này, ở đây thì cũng có nhiều căn nhà vườn, căn nhà cấp 4. À, dân cư ở đây anh chị đó. Trường học thì cách đây khoảng tầm là 200 mét nha quý anh chị nha, trường tiểu học, trường trung học, trường mầm non. Và mình đi ra chợ thì khoảng tầm là 300 mét nha. Chợ trường là rất là gần, có trạm y tế cũng gần đây luôn anh chị ơi. Khoảng là 300 mét là ra trạm y tế nha. Thì ở khu vực này thì người dân chủ yếu là người ta sống bằng nghề làm nông anh chị, nghề làm lúa nước. Đó, thì mình có thể thấy đây, trước mặt đây là lúa nước này anh chị này. Đó. Ở đằng xa kia là đường lộ lớn lắm anh chị nha, đường lộ lớn cách đây khoảng tầm là 100 mét là mình ra đường lộ lớn lắm. Đó, anh chị có thể thấy đây, đó, cái đường mà xe máy đang đi đó là một cái đường lộ rất là lớn nha. Mình cách đường lộ lớn là chỉ khoảng là 100 mét là ra lộ lớn rồi. Nhà cửa xung quanh nha quý anh chị nha. Đó. Khu dân cư đông đúc nha. Đó, bên kia là mình còn có dân nữa kìa. Anh chị nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng trở lại với căn nhà. Căn nhà của chúng ta thì đằng trước thì có một cái cổng nhìn rất là đồ sộ, rất là đẹp nha quý anh chị nha, rất là hiện đại. Và chị gia chủ ở đây thì chỉ có trồng
một số cái cây hoa ở đây rất là đẹp này, hoa màu trắng này, bên đây có hoa màu vàng này. Bây giờ mình sẽ cùng vào trong nha. Anh thợ thì đang trộn hồ để hoàn thiện nốt cái công trình nha. Công trình hoàn thiện khoảng 80% rồi. Hai bên nhà của mình thì trồng rất là nhiều loại cây ở đây. Ở đây thì có những cây mai này, quý anh chị. Mai nở vàng rất là đẹp nha. Đó, cây mai đây anh chị ơi, rất là đẹp nha. Hai bên là trồng cây cảnh khá là đẹp nha. Ở giữa thì đã được lót đá xanh. Lót đá xanh vào nên là rất là dễ dàng để mình đi lại này. Rồi không có bị lún, không có bị lầy này. Đi lại rất là dễ dàng luôn. Cây trồng ở đây quý anh chị có thể thấy là cây rất là tốt luôn này. Đất đai màu mỡ nên là mình trồng cây gì cũng có thể sống nha. Quý anh chị mình mà thích trồng cây ăn trái ở đây hoặc là trồng rau cỏ ở đây này, rất là dễ sống nha quý anh chị nha. Ở đây có những cái cây hoa rất là đẹp này, mà chị chủ đã tâm huyết trồng nên những cái cây này. Và hàng ngày thì cũng có người chăm sóc ở cái khu vực này. Nếu anh chị mà mình ở xa đó, mình không có chăm sóc được đó, thì mình có thể thuê người ở đây để mình chăm sóc hàng ngày để cây cảnh mình nó tốt tươi, nó đẹp nha quý anh chị nha. Bên đây thì mình có một cái cây, cây vũ sữa này anh chị. Cây vũ sữa này, cây này thì cũng mới trồng thôi. Đó, cây lá tốt tươi. Bên đây mình có cây bưởi này. Anh chị thấy không ạ? Đó, cành lá xum xê rất là tốt tươi nha. Phía bên này còn có loại cây ăn trái là cây xoài. Có hai cây xoài. Phải nói là chị gia chủ ở đây thì chị cũng rất yêu thích trồng cây. Rất yêu thích là chăm sóc những cái khu vườn của mình. Nhưng mà cũng khá là tiếc ha, vì phải bán gấp cái này để trang trải nhu cầu tài chính. Rồi bây giờ mình sẽ vào sâu bên trong. Ở đây thì mình có những cái trụ điện ở đây anh chị này. Tối đến là mình sẽ bật những cái đèn ở đây nha. Sáng rất là đẹp luôn. Đó, có những cái trụ đèn ở đây. Bên đây thì cũng có một số loại cây nữa quý anh chị này. Đây là cây chanh này. Đó, rất là đẹp nha. Mai mốt là có trái ở đây là xum xê cành lá luôn. Xum xê trái luôn. Đằng trước đây thì chị có để một bức tượng Quan Âm. Nếu mình có nhu cầu tâm linh nha quý anh chị nha. Đó, thì đây là có sẵn cho mình rồi. Rồi, phía này là đặc biệt là có một cái hồ cá này quý anh chị này. Đang hoàn thiện nha. Thì sắp tới là mình sẽ bơm nước vào đây để mình có thể nuôi cá koi ở trong đây này quý anh chị. Đó. Một cái hồ nước rất là rộng, rất là đẹp nha. Thì cứ làm luôn cả cái bể lọc á, để đằng chứa lọc luôn. Luôn đó, để sẵn đó, để máy lọc đó, để có ngăn lọc luôn rồi đó. Để đằng sẵn luôn rồi, chẳng qua là chưa có ấy thôi. Rồi. Đầy đủ hết rồi quý anh chị nha. Đó, mình vô đây là bơm nước vô nuôi cá thôi. Thì tuần sau là sẽ hoàn thiện xong cái bể cá này. Đó, để cho anh chị mình sử dụng nha. Có sẵn bể lọc nước này, như chị chủ có nói này quý anh chị. Đó, anh chị nào mà thích nuôi cá thì đây này, có sẵn bể cho mình nuôi cá ha, rất là thơ mộng luôn, làm cho mình gần gũi với thiên nhiên. Bên đây thì mình có một cái chòi nhỏ này quý anh chị này. Có lập mái rồi nha. Nhìn nó rất là thiên nhiên đúng không quý anh chị này. Đây là lợp bằng lá dừa này quý anh chị. Ở trên là mình có những cái tre đây, lợp mái. Rồi có những cái kèo bằng gỗ. Cột là mình đổ bê tông nha quý anh chị nha. Rất là chắc chắn nha. Khu này thì mình để mình ăn uống, làm tiệc BBQ cùng với gia đình.
Nướng tôm, nướng gà. Đó, mình làm BBQ ở đây, ngon nhức nách luôn quý anh chị. Đó, tới con này là dính đất luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng ra phía sau này nha. Phía sau này á, thì mình có một cái toilet nhỏ. Toilet nhỏ để quý anh chị mình có thể mình vệ sinh nha. Đây, toilet này nhìn dễ thương lắm quý anh chị á, nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương lắm. Ở đây mình có điện nước đầy đủ rồi nha quý anh chị, điện nước khỏi lo luôn nha. Ống nước là lắp tới tận nhà mình luôn rồi. Nước là nước nhà nước luôn nha quý anh chị, điện là điện nhà nước luôn. Có sẵn đồng hồ điện nước riêng. Đằng sau này còn trồng rất là nhiều loại cây nữa nha quý anh chị nha. Đây cây bưởi này. Đấy, mai mốt là có trái ăn là thoải mái luôn. Dạ, chị chủ có nói là có trái rồi quý anh chị nha, nhưng mà mình bởi vì mới trồng xuống mình để trái nó sẽ không có tốt được cái cây của mình đó, nó đúng ăn được rồi, lắm nên mình phải cắt bỏ đi cái trái đi nè, hoa nè. đúng rồi để bây giờ mình Bây nuôi giờ cho mình cái chỉ cây á, cho nuôi cây tốt rồi xong chị, là sợ nó chết đúng không chị, đúng để rồi phải bởi cắt chị mới đi. trồng mà, chị trồng là trồng cây to không hả. Thì đó quý anh chị nha, đó một cái Cái dàn cây của chị không là hơn trăm triệu đấy. khu nhà ở Mấy cây nhãn rất gốc là nhãn đẹp. ở trển 7 triệu, cái gốc nhãn trển đó, cây nhãn to đùng trển đó. Đó thì chị Thảo có nói là chị rất tâm huyết với cái căn nhà này, tuy Đúng nhiên rồi. là vì nhu cầu khó khăn về tài chính nên mình phải bán gấp thôi. Đó. Chứ giá thực chất của cái nhà này thì cũng phải là hơn 2 tỷ quý anh chị. Nhưng mà bây giờ là chị ấy bán với mức giá rất rẻ luôn. Là có 1 tỷ 580 triệu thôi. Với Đó. lại nó rất là gần Sài Gòn, Dạ. chị để đây là chị không xây phòng ở mà chị để như vậy để mà sáng đi chiều chị về, bởi vì nó rất là tiện, chị từ Dạ. Sài Gòn xuống đây nó chỉ có 40 phút thôi nên là nó gần á. Dạ. Thì đó quý anh chị nào mình quan tâm đến một cái ngôi nhà vườn rất đẹp đây, mình chuẩn bị chu đáo hết rồi. Bây giờ mình chỉ xuống đây rồi rồi cuối tuần mình cùng với gia đình mình ở đây mình đó nuôi cá rồi là thu hoạch những cái rau củ quả ở đây. Hai chị Đó. làm tâm huyết vô trồng cây trong hồ cá nữa Dạ. nè, đang hoàn thiện, Đó, chị mới rồi. mới vừa đưa cây vô chưa có xây dựng lên trên đó, chị Dạ. mới đang hoàn thiện. Để hỏi sao chị chưa thả cá là bởi vì chị phải ấy mấy cái này xong sạch mới có thể đưa nước sạch vô mới thả cá được đó, trồng cây trong hồ luôn. Đó quý anh chị nha, một cái căn nhà được quy hoạch rất là bài bản nha. Có lều này để cho mình ở này, có rất là nhiều loại cây ăn trái này, có cả hồ cá này. Đường là đường mà xe hơi vô đến tận nhà mình luôn. Rồi pháp lý là có sổ hồng riêng sẵn để mình sang tên trong ngày luôn quý anh chị nha. Rồi giá cả thì cũng rất là hợp lý, rất là rẻ trong giai đoạn này rồi anh chị ơi, 1 tỷ 580 triệu là giá đầy đủ luôn nha quý anh chị nha. Cả đất và tất cả các công trình mà quý anh chị đang xem trên video. Đó, mức giá rất là rẻ nha. Nếu quý anh chị mình quan tâm đến cái lô đất của chị Thảo này thì hãy liên hệ ngay. Mình sẽ gặp trực tiếp chị để mình thương lượng giá cả nha quý anh chị nha. Đó, bây giờ thì cho anh chị xem lại từ bên trong ra bên ngoài cái lô đất này, cái căn nhà vườn nghỉ dưỡng này quý anh chị. Rất là đẹp nha anh chị. Ở đây thì không khí mát mẻ trong lành. Nắng rất là mát luôn quý anh chị ạ. Đó, nắng rất là đẹp này. Mặt trời nắng rất là đẹp luôn. Khu này dân cũng ở cũng đông đúc này, rồi mình đi lại chợ rồi đi đưa con đến trường, ra trạm y tế cũng thuận tiện. Rồi mình về thành phố chỉ khoảng là chưa tới 1 tiếng đồng hồ. À, cũng gần. Đó, nên là đây là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Nếu anh chị nào muốn sở hữu một cái căn nhà vườn nghỉ dưỡng đây nha thì hãy liên hệ ngay để mình được đi xem thực tế cái căn nhà này luôn nha. Rồi mình gặp trực tiếp chị Thảo để mình thương lượng giá cả nha. Còn bây giờ thì xin chào quý anh chị. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái bất động sản đẹp giá rẻ mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.